Zigli chuyên sản xuất các loại tai nghe máy tính với giá thành hợp lý, chất lượng hoàn hảo. Zigli trở thành thương hiệu duy nhất trong ngành chiếm lĩnh 76,5% thị phần tại Trung Quốc, được đón nhận tại nhiều nước có ngành công nghiệp game khổng lồ như Hàn Quốc, Mỹ và các nước châu Âu. Tại Việt Nam, Zigli gây ấn tượng trong làng công nghệ với các dòng sản phẩm như tai nghe trâu, mắt quỷ, bóng đêm, tam giác, ánh sáng. Trong môi trường cạnh tranh biến động không ngừng, Zigli luôn giữ vững lập trường đi đầu về sản phẩm dẫn trước thị trường. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập website zigli.vn, patek.com.vn hoặc liên hệ hotline. Ô tô điện của Xiaomi sẽ có giá từ 15.000 đến 45.000 đô la Mỹ. Đích thân CEO Lei Zhang đã tiết lộ thêm một vài thông tin thú vị về dự án sản xuất xe điện của Xiaomi. Mẫu ô tô chạy điện đầu tiên của Xiaomi chính là xe sedan hoặc SUV, giá dao động từ 100.000 đến 300.000 yuan, tương đương với 15.300 đô la Mỹ đến 45.900 đô la Mỹ, theo người sáng lập Xiaomi Lei Zhang. Khi ra mắt, nó có thể trở thành đối trọng của Tesla tại thị trường tỷ dân. Ông Li hé lộ thông tin về mẫu xe điện rất được quan tâm của hãng trong một phiên livestream trên nền tảng Douyin, đúng một tuần sau khi hãng công bố tham gia vào thị trường xe điện. Ông Li nói, chiếc ô tô đầu tiên chắc chắn không phải là một chiếc xe thể thao hoặc nhà di động, nó sẽ là một chiếc sedan hoặc SUV. Ông cũng chia sẻ thêm rằng kế hoạch của hãng mới ở giai đoạn khởi động và các chi tiết cụ thể sẽ tiếp tục được làm rõ sau. Cũng theo ông Lei, hầu hết những người dùng Internet tham gia khảo sát của Xiaomi mong muốn họ ra mắt một mẫu xe mang thương hiệu Xiaomi. Khoảng 45% người dùng muốn Xiaomi sản xuất sedan, 40% chọn SUV. 2/3 số người được hỏi muốn hãng sản xuất xe và bán với giá hơn 15.000 đô la Mỹ. Chỉ 8% mong muốn giá trên 45.000 đô la Mỹ. Ông Lei nói, người dùng muốn Xiaomi sản xuất xe điện dòng trung và cao cấp. Tham gia thị trường xe điện cũng mang đến nhiều kỳ vọng mới cho Xiaomi, vốn khởi đầu là một hãng smartphone giá rẻ. Người dùng mong muốn Xiaomi tiếp tục tạo ra những mẫu xe điện giá hời dành cho phần đông người dùng. Rất nhiều người đều coi chiếc smartphone đầu tiên của Xiaomi, mẫu Mi 1 giá 300 đô la Mỹ là model định hướng thị trường lúc bấy giờ. Mức giá CEO Lei Zhang đưa ra cho mẫu xe điện tương lai được xem là thân thiện với số đông người dùng. Theo Li Liangfei, nhà nghiên cứu của IDC, theo chính sách mới nhất của chính phủ Trung Quốc về các phương tiện sử dụng năng lượng mới, người dùng chỉ nhận được trợ giá khi các mẫu xe có giá dưới 45.900 đô la Mỹ. Điều này đồng nghĩa các mẫu xe điện cao cấp như Tesla Model S 122.000 đô la Mỹ hay NIO EC6 56.200 đô la Mỹ không nhận được trợ giá. Trong khi hầu hết các nhà sản xuất xe điện hiện nay tập trung vào hai phân khúc là cao cấp và giá rẻ. Li Liangfei cho biết, model phổ biến nhất tại Trung Quốc sẽ có giá từ 15.300 đô la Mỹ đến 38.200 đô la Mỹ. Chúng sẽ có doanh số tốt nhất. Tham gia vào thị trường xe điện, Xiaomi phải đối mặt với thách thức lớn từ các nhà sản xuất đã thành danh. Tesla gia nhập thị trường Trung Quốc từ năm 2013, hiện thống trị phân khúc sedan chạy điện cao cấp tại đây. Năm ngoái, hãng này đã bán ra 140.000 chiếc Model 3 tại Trung Quốc, giá từ 38.200 đô la Mỹ theo số liệu của Canalys. Trong khi đó, ở phân khúc giá rẻ, Huawei Mini EV của Wuling Model chính là mẫu xe bán chạy thứ hai với 1.119.000 chiếc trong năm ngoái. Giá bán của nó chỉ khoảng 4.600 đô la Mỹ. Li Liangfeng cho biết, với việc các thương hiệu cao cấp đang muốn hạ giá sản phẩm để tiếp cận với nhiều người dùng hơn, trong khi thương hiệu giá rẻ lại đang cải tiến các tính năng thông minh, phân khúc tầm trung sẽ đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Xe điện chiếm khoảng 6,3% toàn bộ lượng ô tô con bán ra tại Trung Quốc trong năm ngoái, theo Canalys. Con số này được cho là sẽ tăng mạnh trong năm tới nhờ chính sách thúc đẩy năng lượng sạch của chính phủ. Doanh số xe điện tại Trung Quốc có thể đạt 1,9 triệu chiếc trong năm nay. Theo SCMP, xe điện của Xiaomi cần ít nhất 3 năm nữa để chính thức đến tay khách hàng. CEO Lei Zhang cho biết tầm nhìn của hãng là kết hợp kinh nghiệm trong lĩnh vực smartphone để tạo ra điểm nhấn cho những chiếc xe này. Chẳng hạn, xe điện tích hợp sẵn tính năng lọc không khí có thể khiến người dùng tại một số thành phố có mức độ ô nhiễm cao cảm thấy thích thú. Cũng trong buổi livestream, Lei Zhang cho biết hãng chỉ cần 75 ngày để nghiên cứu và thảo luận trước khi quyết định theo đuổi dự án xe điện. Thực tế, Lei cũng là người yêu thích xe điện. Ông là nhà đầu tư của hai hãng xe điện Xpeng và NIO. Ông cũng đã gặp CEO Elon Musk của Tesla vào năm 2013. Ông cho biết đã học hỏi được nhiều điều từ các công ty này. Tuần trước, Lei được cho là đã mời nhà sáng lập của một số hãng xe điện lớn tại Trung Quốc gồm Xpeng, NIO, BYD và Li Xiangwan tham dự một câu lạc bộ tỷ phú theo báo chí của Trung Quốc. Xiaomi hiện là nhà sản xuất smartphone lớn thứ ba thế giới. CEO Li Zhang cho biết dự án sản xuất ô tô điện sẽ là dự án kinh doanh cuối cùng của cuộc đời ông. Công ty này dự định tung khoản đầu tư ban đầu là 1,5 tỷ đô la Mỹ, sau đó nâng dần lên 10 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới cho dự án xe điện. Từ Genka.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin.
Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.